Thưa quý vị, hôm nay 20 tháng 11 kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào đợt họp thứ hai với nhiều nội dung làm việc quan trọng. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, thành viên chính phủ và các cơ quan cá nhân có liên quan giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu tiếp đó quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc giảm thuế giá trị gia tăng trước khi thảo luận tại hội trường Ngày 19 tháng 11 tại thành phố Đà Lạt, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay. Qua thảo luận, các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý nhận định Lâm Đồng là địa phương có tiềm năng khai thác phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên trong phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao. Tuy nhiên, cần có thêm những cách làm mới, đột phá hơn để phát huy tối đa giá trị của những tiềm năng này. Tại hội thảo, các đại biểu đã đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu để đưa ra nhiều giải pháp đem tới những hướng đi mới cho địa phương, đặc biệt trong quản lý và khai thác các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trong thời gian tới để hướng tới mục tiêu phát triển du lịch chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sáng ngày 19 tháng 11, hội thi tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đã diễn ra phòng thi trung khảo với sự tham gia của 10 đội thi nhằm đa dạng các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, góp phần đưa quy tắc trở thành nền nếp trong đời sống nhân dân thủ đô. Hội thi tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng, thành phố Hà Nội đã lần đầu được tổ chức với sự tham gia của 28 đội đại diện cho các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Thông qua hội thi, ban tổ chức mong muốn tạo ra sân chơi để các quận, huyện, thị xã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền quy tắc ứng xử, đặc biệt là các mô hình đã và đang tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương. Sau vòng thi sơ khảo, 10 đội xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng trung khảo thi đấu qua 3 phần: chào hỏi, thuyết trình, tuyên truyền. Kết thúc hội thi, bà tổ chức đã trao giải nhất cho đội Thanh ngoài, hai giải nhì thuộc về Long biên và ứng hòa. Đồng thời, bà tổ chức còn trao 28 giải tập thể cho 28 đơn vị tham dự từ vòng sơ khảo. Thành phố Hải Phòng đã biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2023 với chủ đề Học sinh, sinh viên Hải Phòng, tiên phong, hội nhập, phát triển. Ghi nhận những thành tích đáng tự hào của các học sinh, sinh viên tiêu biểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định tặng bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1,32 tỷ đồng để khen thưởng 132 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2023. ngược ngàn biên giới đó là cách gọi ví von của những thầy cô giáo miền xuôi lên công tác ở các xã vùng biên của huyện xín mần tỉnh hà giang bởi vì đường xá đi lại lại xa xôi trách trở khí hậu thổ nhưỡng khắc nghiệt điều kiện sinh hoạt thiếu thốn vậy mà các thầy cô vẫn gắn bó với cái nghề gõ đầu trẻ nơi biên viễn trải lòng mình với những cô cậu học trò nhỏ để sự nghiệp chồng người ở vùng cao thêm đơm hoa kết trái quê nhà ở thành phố Tuyên Quang nhưng thầy giáo Nguyễn Thanh Bình đã có gần 25 năm gắn bó với trường tiểu học vùng biên xã Chí Cà, huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Ngày đầu lên công tác thì rào cản lớn nhất là ngôn ngữ vì hầu hết các em đều sử dụng tiếng dân tộc. Sau khi nỗ lực tự học tiếng thì thầy Bình hàng ngày còn lặn lội đến từng nhà vận động học sinh đến lớp đi học chuyên cần. Trước tiên là phải đến gia đình các em động viên học sinh cũng như là nói chuyện với bố mẹ để các em bố mẹ các em hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc học đối với con em mình thì từ đó thì sẽ, các em sẽ đi học đều thì sẽ các em sẽ nắm được bài hiểu bài và có cái chất lượng học tốt sẽ tốt hơn. Pa Vây Sủ là xã biên giới của huyện Xín Mần có địa hình dốc đá treo leo, 100% học sinh là người dân tộc thiểu số. Xa gia đình lên cắm bản tròn 10 năm thì cũng ngần đấy thời gian cô giáo Vũ Thị Lê giúp các thế hệ học sinh tìm đến học còn chữ, gieo ước mơ thoát nghèo và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Bởi cuộc sống của các em còn gặp nhiều khó khăn và con đường ngắn nhất chạm tới ước mơ là con đường học tập. Tôi đã cố gắng hết sức của mình để làm sao mà có thể là giúp đỡ các em trong cuộc sống cũng như là trong học tập. Qua quá trình công tác ở đây gần 10 năm thì đã có sự thay đổi rất là lớn. Thứ nhất là về sĩ số các em học sinh đến thời điểm hiện tại thì là gần như là các em duy trì sĩ số rất là tốt. Thì đã xác định khi bắt đầu từ bước chân vào cái nghề giáo dục và lên cái vùng biên giới này thì các thầy cô cũng đã xác định được cái tư tưởng cho mình đó là luôn luôn là tâm huyết với các em học sinh và luôn luôn cố gắng để làm sao cho các em được nắm được tốt cái con chữ và bám làng bám bản. Dẫu biết rằng con đường gieo chữ nơi biên cương còn lắm gặp gành, Dẫu biết rằng ở lại cắm bản mang ánh sáng tri thức cho những học trò nghèo là cả sự hy sinh. Nhưng phần thưởng lớn nhất của các thầy cô nơi ngược ngàn biên giới chính là những mầm xanh tương lai đang vươn lên từng ngày. Gần 20 năm qua, có một người thầy bại liệt đã gắn bó với công việc dạy và truyền đạt niềm đam mê toán học cho bao thế hệ học sinh. Với học trò nghèo, bất hạnh, khuyết tật, thầy luôn yêu ái dạy kèm miễn phí với mong muốn chia sẻ được phần nào khó khăn cùng các em. Thầy là Ngô Nguyễn Anh Vũ ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ mất sớm, anh Ngô Nguyễn Anh Vũ bị thêm tật nguyền đôi chân từ nhỏ. Khiếm khuyết ấy đã khiến ước mơ trở thành giáo viên của anh dường như quá xa vời. Không từ bỏ, anh Vũ nỗ lực vượt nghịch cảnh, tốt nghiệp công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và trở thành quản trị viên mạng. Thế nhưng Ước mơ cháy bỏng thuở nào đã thôi thúc anh từ bỏ công việc ổn định để mở lớp dạy toán tại nhà. Đến nay, công việc ấy đã kéo dài được 20 năm. Thật ra xưa thì mình có một nghiên đó là nghèo nè, à, khuyết tạc với lại à, một câu là thầy không thu phí. Thì thật ra thì mình thấy có phải một hoàng gì cũng đồng cỏ với mình đây. Cái thứ hai thấy thôi cái gì giúp được thì giúp thôi thầy thì thầy tạo điều kiện và giúp đỡ cho em rất là nhiều kiểu như thầy có rất nhiều cái sự cảm nhận ra thầy có nhiều sự tận tình và cố gắng rất là nhiều nhiều kiểu à, học lực của em cũng phải là tốt lắm nhưng mà cũng nhờ có thầy thì em cũng có thể cải thiện được phần nào với lại thầy cũng rất là kiểu thầy khá là cởi mở giúp em cho nên là em cũng khá là thoải mái khi đi học với thầy Học sinh của thầy Vũ chủ yếu từ lớp 10 đến lớp 12 ôn thi đại học, cao đẳng. Mỗi lớp khoảng 15 em. Với những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em khuyết tật, thầy Vũ sẽ dạy hoàn toàn miễn phí. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để lớp học được vay vốn, trang bị thêm đồ dùng. Chị đào cũng là tạo điều kiện cho thầy Vũ có một cái cái kinh phí để mà mua đồ dùng học tập cho cho dạy cho những em học sinh như thế. Nhưng mà. À, nhưng mà cái là một cái nguồn vốn là rất là nhiều tiền nên phải thành thử ra là đào tiêu kiện làm tạo điều kiện cho thầy vũ vay là 80 triệu là lãi suất là, là, là người khuyết tật là chỉ là 50 giảm 50 phần trăm đến nay nhiều học trò của thầy vũ đã trở thành sinh viên các trường đại học cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp ra trường và có việc làm ổn định Ngày 19 tháng 11, Thành đoàn Đà Nẵng huy động gần 2.000 đoàn viên thanh niên tổng gia quân vệ sinh các bãi biển du lịch của thành phố sau đợt mưa lớn vừa qua. Hoạt động tổng gia quân vệ sinh các bãi biển du lịch của thành phố nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó thiên tai, khắc phục ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài gây lũ trên thượng nguồn, mang theo lượng bèo rác lớn tấp vào các bãi biển du lịch. Trước đó, các đội tình nguyện cũng đã triển khai gia quân vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, khu vực công cộng, khơi thông hệ thống mương nước, cống rãnh, góp phần mang lại diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, trong văn hóa của người Việt hướng về nguồn cội, phát huy những giá trị tốt đẹp của cha ông, của tộc họ là một truyền thống quý báu, tập hợp tinh thần đoàn kết vì lợi ích chung nhằm phát triển của quê hương, đất nước những năm qua nhiều tộc họ luôn đồng thuận với các chủ trương của Đảng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, cho văn hóa làng xã nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Nhìn lại lịch sử truyền thống, ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta, dòng họ luôn là một trong những nhân tố bảo đảm sự đoàn kết và phát triển bền vững cộng đồng xã hội, duy trì sự gắn kết dòng họ ngày càng trở nên quan trọng hơn trong cuộc sống hiện đại, nhất là trong thời công nghệ số, mạng xã hội phát triển và thay đổi như hiện nay là hồn cốt của dân tộc. Nếu như các dòng họ mà giữ được cái hồn cốt này, mà nhân nó lên, phát huy nó lên để dòng họ văn hóa mình mà giữ được cái văn hóa dòng họ, giữ được cái hồn cốt của cái văn hóa dân tộc thì chúng chúng tôi nghĩ là dân tộc Việt Nam là có hội nhập nhưng không bà không bao giờ hòa tan. Nói đến các dòng họ tại Việt Nam thì có đến khoảng hơn 300 dòng họ khác nhau. Họ Trần nằm trong số 300 dòng họ đó để tập hợp và phát huy sức mạnh trí và lực của những người con dòng họ trần vào công cuộc xây dựng quê hương và đất nước hội đồng họ trần đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa từ đền ơn đáp nghĩa khuyến học khuyến tài hỗ trợ kinh doanh từ đó gắn kết các thành viên là con cháu trong dòng họ tạo nên sự kết nối đa chiều giữa các thế hệ qua đó xây dựng dòng họ ngày càng phát triển đóng góp ngày càng đa dạng vào sự phát triển của quê hương đất nước là chúng tôi cũng có những cái loại hình hoạt động nó rất là gắn với cái phát triển kinh tế, ví dụ như là câu lạc bộ doanh nhân. Thế rồi thì chúng tôi tiếp tục củng cố cái hệ thống tổ chức thông qua những cái hoạt động có tính chất là quy định chung và nó gắn với cái những cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương của từng tỉnh và của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các dòng họ nói chung và họ Trần nói riêng đã và đang nỗ lực chung tay cùng cộng đồng xã hội dòng họ đã và đang là nhân tố quan trọng để bảo tồn giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và là động lực của sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, ngày 19 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, cơ quan này và các đối tác đang lên kế hoạch sơ tán 25 nhân viên y tế và 291 bệnh nhân còn lại tại Bệnh viện Ansifa ở giải Gaza, nơi tình hình đang xấu đi. Một nhóm đánh giá nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã gọi bệnh viện lớn nhất giải Gaza là vùng đất chết. Trong một thông báo, Tổ chức Y tế Thế giới nêu rõ trong 24 đến 72 giờ tới, trong khi chờ bảo đảm các bên tham gia có thể đi lại an toàn, Cơ quan này đang vận chuyển khẩn cấp bệnh nhân từ Bệnh viện Al-Shifa đến khu Liên hợp Y tế Nasser và Bệnh viện European Gaza ở phía nam Gaza. Tuy nhiên, hai bệnh viện này cũng đang rất quá tải và lượng bệnh nhân đổ về đây sẽ gây thêm căng thẳng cho các nhân viên y tế. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi ngay lập tức nỗ lực khôi phục chức năng của Bệnh viện Al-Shifa và các bệnh viện khác nhằm cung cấp các dịch vụ cần thiết khẩn cấp ở giải Gaza. Theo dữ liệu do Hiệp hội Than quốc gia Trung Quốc công bố, kho dự trữ than của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục vào cuối tháng 10 với trữ lượng có thể sử dụng trong khoảng 34 ngày. Số liệu cho thấy tổng lượng than tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện trên toàn Trung Quốc tăng lên 202 triệu tấn, tăng khoảng 9 triệu tấn so với tháng trước và 28 triệu tấn so với năm trước. Năng lực sản xuất và cung cấp than của Trung Quốc không ngừng tăng lên và lượng than dự trữ trên toàn quốc vẫn ở mức tương đối cao do đó tạo nền tảng vững chắc cho nguồn cung cấp than ổn định để phát điện trong mùa đông này và đến mùa xuân năm sau. Trong tháng 10, sản lượng than thô của Trung Quốc đạt 390 triệu tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, và sản lượng hàng ngày trong tháng đạt 12,54 triệu tấn. Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch thu thuế tiêu dùng đối với trò chơi trực tuyến và ứng dụng di động do các công ty nước ngoài phát hành. Đây là bước đi nhằm thiết lập một môi trường cạnh tranh công bằng đối với thị trường dự kiến đạt giá trị hơn 38 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Một hội đồng chuyên gia thuộc Bộ Tài chính Nhật Bản đã kêu gọi chính phủ sớm giới thiệu một hệ thống mới tương tự hệ thống đã được sử dụng ở châu Âu và các quốc gia khác nhằm truy thu thuế tiêu dùng từ các nhà khai thác nền tảng như Google và Apple theo hệ thống thuế hiện hành của nhật bản các công ty ứng dụng và trò chơi có trách nhiệm tự nộp thuế tiêu thụ cho việc bán ứng dụng tuy nhiên nhiều công ty nước ngoài đã không nộp các khoản thuế này vì nhiều công ty trong số này không có trụ sở ở nhật bản và tất cả các giao dịch từ ký kết hợp đồng phân phối trò chơi cho đến thanh toán đều được thực hiện trên các kho ứng dụng của các nhà khai thác nền tảng nên cơ quan thuế nhật bản khó điều tra thu thập thông tin và thu thuế vấn đề này được cho là không công bằng với các doanh nghiệp trong nước phải nộp thuế tiêu thụ các đội thi công và các nghệ sĩ kỹ thuật số đang chạy đua để làm mới bảo tàng kỹ thuật số nổi tiếng của Tokyo, Nhật Bản, biến nó trở nên hấp dẫn và sống động hơn, nâng tầm nó trở thành điểm tựa văn hóa của thành phố. Team Lab, một tập thể nghệ sĩ quốc tế, đã lập kỷ lục Guinness Thế giới khi thu hút được hơn 2 triệu du khách vào năm 2019 đến bảo tàng không biên giới của họ, tọa lạc trên đảo Odaiba ở vịnh Tokyo. Cái tên này mang hàm nghĩa các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số tại bảo tàng hòa quyện với nhau và đem đến trải nghiệm riêng cho du khách đúng theo nhịp độ đi dạo của họ. Tuy nhiên, địa điểm thu hút du khách này đã đóng cửa vào năm ngoái khi Mori Building, một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu của Nhật Bản, xây dựng lại tòa tháp. Nó sẽ mở cửa trở lại vào tháng 2 năm tới tại khu phức hợp Azabudai Hills mới của Mori ở trung tâm Tokyo. Người sáng lập ra tiêm Lab cho biết có được không gian trưng bày đủ rộng lớn là điều quan trọng nhất đối với các nghệ sĩ để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách Thưa quý vị, tròn 41 năm trước, vào năm 1982, Việt Nam đã chính thức công nhận ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp để toàn xã hội cùng vinh danh nghề dạy học và nhà giáo được tổ chức trọng thể trên toàn quốc ngày 20 tháng 11 đã trở thành hội ngày hội truyền thống của các nhà giáo Việt Nam và của toàn dân để cùng quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cũng như thể hiện tình cảm, tấm lòng tri ân đối với đội ngũ các thầy cô giáo vì những đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp chồng người. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, giáo dục đã tồn tại, phát triển, đồng hành với dân tộc và luôn đóng vai trò quan trọng như một trụ cột cơ bản của việc xây dựng và vun đắp cho nền văn hiến lâu đời của đất nước. Sau khi Việt Nam thống nhất đến năm 1982, theo nguyện vọng của giáo giới cả nước cùng kiến nghị của các bộ ngành, hội đồng bộ trưởng khi đó, nay là chính phủ, đã ban hành quyết định lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày nhà giáo Việt Nam. Kể từ đó, với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và nhà nước, sự chăm lo của các đoàn thể, tổ chức xã hội quy mô và mạng lưới cơ sở giáo dục đã phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân, chất lượng giáo dục ở các cấp học từng bước tiến bộ, trình độ nghề nghiệp của người lao động được nâng cao, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng nhanh về số lượng, từng bước phát triển về chất lượng. Đối với thời nào cũng vậy, nhất là trong quá trình đổi mới hiện nay thì cái tình yêu nghề và sự nhiệt huyết với nghề, tình yêu đối với con trẻ sẽ quyết định chúng ta sẽ có thể thay đổi bản thân hay không. Người giáo viên trong giai đoạn này cần nhất một đoạn chữ tâm giáo viên cần phải dành hết tâm huyết của mình cho các em học sinh, để các học sinh mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui. Ở thời điểm hiện tại, sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, ngành giáo dục đã đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều khởi sắc và tiếp tục khẳng định bằng những thành quả đáng trân trọng. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, ngành giáo dục đang tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác giáo dục và đào tạo. Tập trung rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ để giáo viên được thụ hưởng mức lương tương ứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn nhà giáo giảng dạy ngành nghề nặng nhọc, độc hại, vân vân. Đặc biệt cần sớm khắc phục những tình trạng thiếu giáo viên thực hiện đúng tinh thần ở đâu có học sinh thì ở đó có giáo viên nhưng phải hợp lý và hiệu quả. Có thể nói, ngành nhà giáo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quan điểm của Đảng, nhà nước về vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc có hàng nghìn năm văn hiến và truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Ngày 20 tháng 11 cũng là dịp để các thế hệ học sinh đền đáp lại công ơn dưỡng dục của các thầy cô, là dịp để lớp lớp học trò ghi nhớ sâu sắc, gửi lòng thành biết ơn đến những người tháng tháng năm năm vẫn không ngừng trèo lái con thuyền. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số giao hôm nay. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, trong đó đưa ra một số chỉ tiêu thấp hơn so với năm 2023 như tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP từ 6 đến 6,5%, tăng năng suất lao động là 4,8 đến 5,3%, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP là 24,1 đến 24,2%. Theo ghi nhận trên báo thời nay, nhiều chuyên gia cho rằng đây là những mục tiêu phù hợp thực tế bởi đặt trong bối cảnh kinh tế thế giới có những dấu hiệu phục hồi rất chậm, còn trong nước đã qua giai đoạn dịch COVID-19, song sức khỏe của doanh nghiệp đã bị bào mòn nhiều và chưa có những động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 hôm nay ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này. Theo các chuyên gia và đại biểu Quốc hội, trong bối cảnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, thì việc Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2024 là cần thiết thưa quý vị đội ngũ giáo viên đóng vai trò quyết định trong thực hiện thành công đổi mới giáo dục mầm non giáo dục phổ thông tuy nhiên theo bài viết trên báo nhân dân xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non phổ thông đủ về số lượng bảo đảm về chất lượng hiện nay vẫn còn nhiều rào cản để từng bước giải quyết vấn đề này bộ giáo dục và đào tạo tham mưu chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung các cơ chế tuyển dụng hợp đồng lao động để các cơ sở giáo dục được ký kết hợp đồng lao động góp phần tháo gỡ khó khăn về thiếu giáo viên hỗ trợ các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện triển khai chương trình giáo dục mầm non phổ thông theo quy định những năm qua thành phố hà nội đã quan tâm phát triển nhà ở cho người dân đặc biệt là nhà cho người thu nhập thấp song thực tế công tác quy hoạch xây dựng cải tạo còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến nguồn cung nhà ở nhất là nhà ở xã hội còn hạn chế so với nhu cầu theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, dự thảo luật thủ đô sửa đổi với những quy định mới về phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng tại thủ đô, người dân kỳ vọng sẽ thể hiện được chiến lược nhà ở đặc thù của thủ đô với quy mô 8,5 triệu dân để cải thiện, nâng cấp nhà ở và bảo đảm đủ quỹ nhà cho mọi tầng lớp dân cư từ người nghèo, người không có thu nhập đến người thuộc tầng lớp trung lưu. Mặc dù đang rất chật vật trong việc cạnh tranh với vận tải đường bộ, hàng không nhưng theo ghi nhận trên báo Sài Gòn Giải Phóng, với những nỗ lực nâng cấp chất lượng dịch vụ trong thời gian gần đây, ngành đường sắt đang dần xóa đi ấn tượng về một ngành vận tải cổ lỗ, cả về công nghệ, hạ tầng, cơ chế và bộ máy. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, các tuyến đường sắt hiện hữu vẫn được khai thác hiệu quả. Cụ thể là công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn công bố đạt doanh thu hơn 1.358 tỷ, lợi nhuận đạt hơn 80 tỷ đồng bằng 210% so với cùng kỳ. Còn công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cũng công bố doanh thu đạt hơn 1.912 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 97 tỷ, tăng 177,9% so với cùng kỳ năm 2022. Theo bài viết trên báo Đại đoàn kết, nhiều nghiên cứu đã khẳng định mối liên hệ giữa việc sử dụng đồ uống có đường và các vấn đề sức khỏe như là thừa cân, béo phì, đái tháo đường tuyếp 2, bệnh tim mạch, bệnh răng miệng và một số loại ung thư. Các bác sĩ khuyến cáo trẻ em từ 2 đến 18 tuổi hạn chế lượng đường tiêu thụ xuống dưới 25 g mỗi ngày và chỉ giới hạn không quá 235 ml đồ uống có đường mỗi tuần để giảm tiêu thụ đồ uống có đường, người dân nên sử dụng nước lọc, nước đóng chai, trà không đường thay cho các loại nước ngọt. Hạn chế sử dụng những thực phẩm chứa nhiều đường và đồ uống có đường như là bao gồm nước ngọt, trà và cà phê hòa tan, bánh kẹo ngọt, mứt, siro. Và thông tin trong tiểu mục điểm báo đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm nay bắc bộ tiếp tục diễn ra quá trình phát xạ nhiệt, vì thế nhiệt độ hiện tại trên hầu hết khu vực đều chỉ dưới 17 độ. Thậm chí các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ chỉ dao động từ 10 đến 13 độ trời rét buốt tuy nhiên trạng thái rét bút này sẽ giảm dần bởi trong ngày hôm nay trời vẫn có nắng sớm nhiệt độ vì thế sẽ tăng dần lên dự báo đến trưa và chiều mức nhiệt toàn vùng sẽ ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Nhưng cùng với sự gia tăng của nhiệt độ theo thời gian thì độ ẩm trong không khí lại có quá trình giảm thấp. Thời điểm nhiệt độ đạt cao nhất ngày là từ 12 giờ trưa cho đến 14 giờ chiều cũng chính là thời gian độ ẩm giảm xuống mức thấp nhất, chỉ từ 30 đến 50% nên cảm giác khá hanh khô. Thời tiết trong ngày đầu tuần ở trung bộ cũng khá thuận lợi. Lúc này vùng từ Thanh Hóa đến Quảng Bình thì trời khá buốt bởi nhiệt độ chỉ từ 14 đến 17 độ. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì có nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 20 đến 24 độ. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, cùng với tiết trời nắng giáo cả ngày, thì sự phân hóa thời tiết giữa các vùng sẽ giảm khi trời ấm dần lên. Dự báo mức nhiệt trưa chiều nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ là từ 25 đến 27 độ. Đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa nhiệt độ cao hơn, dao động từ 28 đến 30 độ. Chỉ riêng Ninh Thuận và Bình Thuận là có mức nhiệt cao 31 độ. Đối với khu vực phía Nam trong ngày hôm nay nhiệt độ cũng sẽ tăng nhanh, đến trưa chiều cả khu vực Tây Nguyên đều có nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, chỉ riêng Cát Tiên ở Lâm Đồng nhiệt độ cao trên 30 độ. Còn ở Nam Bộ dự báo chiều nay nhiệt độ ở ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Trên biển, trong ngày hôm nay, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa vẫn có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Trong khi đó, ở khu vực huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Ngoài ra, trên khu vực này còn có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.